268 đô biến thành 70.000 đô trong 30 phút như thế nào? Anh kể lại lần anh đánh từ 200 đô lên 70.000 đô như thế nào đi. Ok. Cái lần mà Bitcoin mà cái lần 268 đô chuẩn đấy, chuẩn là 268 đô đánh lên 70.000 đô là như thế này. Đánh đến mức mà cái sàn Bing Bong ấy, sàn Bing Bong ngày xưa, sàn Bing Bong ngày xưa và hiện tại là cái sàn Bing X nó khóa tài khoản của mình 3 lần. Đánh mà sàn khóa tài khoản 3 của mình 3 lần xong rồi fix hết lỗi. Fix hết cái những cái mà mình đánh như thế nào ấy, nó theo dõi tài khoản của mình xong rồi nó fix hết lỗi, từ đó mình không chơi Bing Bong nữa. Nếu như cái line này nó còn lưu lại, cái line này còn lưu lại, nếu như mà ngày xưa mình biết là ở Việt Nam này có rất là nhiều người làm Bing Bong, và nếu như mình nói sai cái điều gì á thì chắc chắn là sẽ bị phản nam ngay. Nhưng mà mình chắc chắn là mình uy tín một điều là Bing Bong đã khóa tài khoản mình khoảng tầm 3 lần tại vì mình đánh ăn quá nhiều. Thế là lý do Bing Bong, đó là lý do tại sao Bing Bong khóa tài khoản của mình. Không tin, nếu như mà các bạn có quen ai làm Bing Bong ngày xưa thì các bạn có thể hỏi qua. Ok, bây giờ mình sẽ kể lại cái kỷ niệm lý do tại sao mà mình ăn được từ 268 đô lên đến tận 70.000 đô trong vòng 30 phút. Sau đó mình rút ra mình nghỉ luôn. Nhưng mà 7.000 đô cái thời điểm 2019 nó nhiều, chứ không phải là giống như thời điểm bây giờ đâu. Bây giờ 70.000 đô nói cái gì, 70.000 đô thời kia là cả một cái gia tài đấy. Lúc đó là mình có chơi cái SnapX, cái sàn SnapX. Hôm đó là Bitcoin biến động từ 8.000 mà rớt về 3.000 đấy. Lúc đầu là mình qua bên SnapX mình long short. Thì đợt đó là đang trên filter mà, chỉ có đánh filter thôi, chứ không chả có ai hold coin giống như cái thời điểm hiện tại đâu. Tại lúc đó còn đang trong downtrend. Thì mình có gần 7.000 đô ở bên SnapX á. Thì mình toàn đánh X20, X30 và X100 thôi. Thì mình đánh một tí. Lúc đó thị trường đang biến động mạnh thì mình đánh lãi lên được 15.000 đô. Xong rồi mình làm một lệnh 15.000 đô. Xong rồi bên SnapX á, xong rồi cháy hết sạch tài khoản luôn. Lúc đó là trừ coi, trừ bên sàn Binance ra là cháy tài khoản về không rồi đó. Hết niềm tin, đang buồn rầu tất cả các thứ. Thì mình mới mở cái sàn Bing Bong này ra. Cái sàn Bing Bong này ra là ngày xưa ấy, mình lập chơi chơi thôi, mình không chơi. Mình lập chơi chơi xong rồi mình vứt cái link rep này ra cho để anh em HC vào đăng ký. Thế nào, chả hiểu kiểu gì nó lại có 260 đô vào trong cái tài khoản rep á. Mà bên Bing Bong lại có một cái chiêu là có một cái nó để cho mắc ạ, là X150. Mà lúc đó Bitcoin đang biến động từ giá chạy từ 7.000 đô xuống đến 6.000 đô, nó rất là mạnh. Mà khi mà nó xuống 4.000 đô, anh em cứ tưởng tượng như thế này nhá. Khi mà giá mà xuống 5.000 đô á, mà nói chung là 5.000 đô là chỉ cần nó lên vài giá thôi là mình đã khoảng X3, X4 tài khoản rồi. Đặt X150 á, kiểu như là cái giá nó thấp, thành ra là cái biến động nó cũng rất là biến động, nó rất là mạnh. Ví dụ nhá, từ Bitcoin từ 5.000 đô mà lên 5.500 đô là 10% rồi đúng không? Mà X150 nữa nó thành khoảng tầm X10 luôn. Đâu, là X mấy chục lần. Cho nên là, nhưng mà Bitcoin nó biến động đợt đó, là anh em nào theo dõi sát thị trường thì anh em có thể biết là lúc đó Bitcoin nó chạy từ phát từ 8.000 đô xuống 3.000 đô, nó lên xuống như thế này. Thì lúc đó mình mới làm liều, mình mới đặt cái còn 268 đô được tiền rep đó cháy bên SnapX thì cháy rồi. Bắt đầu mình đánh X150 lên một phát, nó kéo rợt một phát. Sau rồi mình lãi được khoảng tầm 7-8.000 đô gì đấy. Sau rồi mình cứ một lệnh mắc mình đánh 3.000 đô, cứ đánh đi đánh lại theo trend như thế. Thế là quay đi quay lại một hồi nó khóa tài khoản mình luôn, thì ăn được tổng 70.000 đô. Sau này cũng phải mở ra để cho mình rút về. Mình còn sâu lệnh ở trên cái group của Tracoin HC, cái này thì uy tín 100%. Nếu anh em nào làm Bing Bong thì xác nhận lại giúp mình. Không phải mỗi lần đó đâu, với lại sau lần sau lần vàng nữa cũng khóa tài khoản luôn của mình, nó khóa tổng 2-3 lần gì ấy. Nói chung là một kỷ niệm đáng nhớ, và đánh sau mình còn bị đánh sau mình tay mình còn run như thế nào, không tin được.